Bạn nói bạn ngày nay có khổ, bạn có nạn, ai trao khổ cho bạn vậy? Không có ai. Người nào đó làm cho tôi giận, tại vì sao người đó không làm cho người khác giận chứ, chỉ làm cho bạn giận mà thôi. Quả thật là nói người ta làm cho bạn giận, bạn tiếp nhận một cách rất hoan hỷ. Bạn muốn nhận mà, thế thì còn cách gì bây giờ? Vấn đề vẫn xảy ra ở chính nơi bạn. Thí dụ có một người mắng chửi bạn, họ mắng chửi người khác, thì tại vì sao bạn không giận? Mắng chửi bạn, tại vì sao bạn lại nổi giận chứ? Chửi người khác thì ta không có nhận, chửi ta liền tiếp nhận ngay. Nếu bạn không nhận, chẳng phải là vô sự hay sao? Bạn làm sao có thể trách người ta được chứ? Bạn hiểu rõ cái đạo lý này thì tất cả người, sự vật, cảnh giới bên ngoài đều không có quấy nhiễu chúng ta, đều không có trói buộc chúng ta, mà là bản thân chúng ta ngu si. Họ không cho ta cũng muốn nắm lấy. Cái phiền phức này là lớn rồi. Thí dụ tôi vừa mới nói TV là ma dương, bạn bị nó hại rồi. Nếu như chúng ta không nhận nó hại thì TV là Bồ Tát, có thể mỗi ngày xem TV mà tu hành. Có hay không vậy? Có. Trong Kinh Hoa Nghiêm là có. Kinh Hoa Nghiêm cái thời đại đó TV chưa có phát minh. Tuy chưa có phát minh nhưng có cái tương tự là hí kịch, ca múa. Ở trong đây tu hành có thể khai ngộ, có thể chứng quả. Tại vì sao họ có thể khai ngộ, có thể chứng quả gì? Bởi vì họ xem cái tướng đó đều là giả, đều là không. Từ cái giả tướng đó, khi hồi quang phản chiếu trở lại, thì toàn bộ vũ trụ nhân sanh đều là không, đều là giả. Thì họ khai ngộ rồi. Cho nên người biết thì ca hát, nhảy múa, xem kịch đều có thể thành Phật cả. Người không biết thì đọa lạc xuống, bởi vì người biết quá ít, Phật Bồ Tát là ít rồi. Người không biết thì quá nhiều rồi, yêu ma quỷ quái quá nhiều. Cảnh giới bên ngoài không có tốt xấu, không có Phật quỷ. Phật và quỷ ở đâu vậy? Ở ngay trong tâm của chính chúng ta. Một niệm mê, cảnh giới đều là ma. Cảnh giới gì cũng là cảnh ma, giảng kinh thuyết pháp cũng là cảnh ma. Một niệm giác thì ca hát nhảy múa cũng là cảnh giới Phật. Cho nên bên ngoài không Phật cũng không ma. Phật hay ma chính là một niệm giác mê của chúng ta. Một niệm giác là cảnh giới Phật, một niệm mê là cảnh giới ma. Bạn làm sao có thể trách người khác chứ? Người thế gian gặp phải chuyện bất như ý thì là oán trời trách người. Cái lỗi lầm đó lớn nhất rồi. Thế thì thực sự đã sai rồi. Love.